Video này mình sẽ nói về tất cả những điều khó khăn và trở ngại mình đã gặp ở cái thử thách này và cách để làm sao các bạn vượt qua chúng. Nào, đến bây giờ đã là ngày thứ 24 rồi, hãy cùng mình cố gắng nốt nào! Đầu tiên đó chính là vấn đề về căng cơ, và điều này xảy ra hầu hết với những bạn mới tập. Đó là khi các bạn tập xong, đầu tiên các bạn cảm thấy rất là khỏe, nhưng mà về sau thì các bạn thật sự là cơ căng lắm rồi. Sau cái bài xà đấy thì tay mình ấy giờ không duỗi được thẳng ra, nó chỉ cứ cong cong như thế này thôi, và nó sẽ cứ như vậy trong vòng mấy ngày tới cho đến khi nào mà cơ nó liền hẳn. Đến cái nồi cơm hoặc là một cái bát cơm các bạn cũng không thể bê được. Thì các bạn đừng quá lo lắng, đấy chỉ là cái quá trình phá cơ ra và cơ nó đang lành lại thôi. Vậy cách giải quyết ở đây chính là các bạn chỉ cần nghỉ 1 đến 2 hôm để cơ bắp có thể hồi phục lại, rồi các bạn lại có thể phá ra và đi tập tiếp. Đấy cũng là lý do vì sao mà mình chia các bài tập của mình ra theo từng nhóm cơ một vào từng ngày một, để sau khi mà mình tập nhóm cơ này xong, nó sẽ có thời gian hồi phục, trong lúc đó mình sẽ đi ra tập các nhóm cơ khác. Và nếu các bạn muốn biết thêm về bài tập mình đã tập trong 30 ngày thì mình sẽ để lên trên này nhá. Và còn một giải pháp nữa cho các bạn chính là việc sử dụng whey. Thật sự thì đầu tiên mà mình không tin cái điều này lắm đâu, nhưng mà sau khi mà trải nghiệm whey ấy thì mình cảm thấy là cái cơ bắp của mình hồi phục nhanh hơn hẳn, bởi vì nó được tiếp thêm chất để hồi phục cơ vào đúng cái lúc mà nó cần nhất. Và nếu quá trình hồi phục của các bạn nó diễn ra nhanh hơn thì sẽ tương đương với cái việc là cái thời gian các bạn phải chịu đau nó sẽ giảm đi. Nếu các bạn có thắc mắc về gói whey mà mình mua ấy thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Cái vấn đề thứ hai đó chính là chấn thương khớp. Khi các bạn đẩy cơ thể đến một cái mức quá giới hạn chịu đựng của nó thì nó sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Chính vì cái bài này nó quá nặng và nó quá khắc nghiệt so với cái body da tết của mình, nên là mình đã phải trải qua một số những chấn thương về khớp. Các bạn thì nghe thấy đấy, mặc dù mình đã khởi động và giãn cơ rất là kỹ càng, phải 5 phút trước khi tập, nhưng mà thật sự thì cái đấy là điều không thể tránh khỏi khi mà các bạn tập quá sức của mình. Vậy thì mình khuyên các bạn, nếu mà các bạn thấy dấu hiệu của cái việc chấn thương khớp thì các bạn nên nghỉ luôn. Đừng tập các cái động tác mà có liên quan đến phần khớp các bạn đang bị chấn thương. Hãy dành thời gian ra nghỉ từ 2 đến 3 hôm. Nếu các bạn phát hiện càng sớm và chấn thương chỉ nhỏ thôi thì nó sẽ chỉ mất 2 đến 3 hôm để hồi phục. Và một cách nữa để hồi phục nhanh hơn đó chính là các bạn nên nhớ bổ sung thêm canxi vào những bữa ăn hàng ngày của các bạn, ví dụ như là tôm chẳng hạn. Vấn đề thứ ba đó chính là mất cơ. Như các bạn có thể nhìn thấy lịch tập của mình thì trong đây có rất nhiều bài cardio. Mỗi ngày mình đều đạp xe 14 km để đi làm. Cùng với đó là có những bài cardio vào cuối tuần, đó chính là đạp xe 50 km và chạy 15 cây. Nhưng mà thi thoảng mình máu chó mình còn chạy lên 20 cây. 19 km. Cố lớp lên 20 rồi. Hãy nhớ một điều này, đó là những động tác tập chân mới là những động tác giúp bạn lộ được ra 6 múi. Và chính vì ghép tập chân nên là mình đều thay thế bằng những bài cardio hạng nặng có liên quan đến chân. Nhưng như thế thì nó sẽ gây ra một cái tác dụng phụ, đó chính là cardio nhiều quá thì nó sẽ bị mất cơ. Vậy để giữ cho cánh tay to, khỏe và rắn chắc này vẫn còn tồn tại thì việc bổ sung thêm protein vào cơ bắp một cách nhanh chóng và đúng lúc cần thiết là điều rất quan trọng. Và đấy cũng là một cái tác dụng không ngờ đến từ whey. Mình đã giải thích ở tập 1 là whey được pha lên với nước là nó chuyển về dạng lỏng, như thế thì cơ thể giúp tiêu hóa dễ hơn đúng không? Vậy thì nó giống như là protein được bơm trực tiếp vào cơ bắp của các bạn, và nó có thể bù ngay cái lúc mà nó mất. Nhưng cái vấn đề lớn nhất trong thử thách này đó chính là stress. Cái cảm giác bất lực khi mà các bạn không thể hoàn thành bài tập và tự trách bản thân, sao lại yếu thế này, sao lại để mình sa đà thế này. Các bạn ơi, mình xin lỗi. Hôm nay mình không thể hoàn thành được bài cáo già rồi. Cùng với đó, mặc dù là mình đã tận dụng hết tất cả thời gian trong ngày để không để phí một giây phút nào, nhưng bài tập này quá dày đặc và nó xen lẫn vào cái cuộc sống hàng ngày của mình, khiến cho mình không còn khoảng thời gian riêng tư. Sáng dậy chỉ biết là tập, đi làm, đi học, rồi lại tập, xong rồi việc chuẩn bị bữa ăn nữa. Như vậy là nó đã mất hết cả ngày rồi. Các bạn ạ, bây giờ là 8 giờ tối, mình đang thu xếp đi về. Hôm nay đi làm về muộn quá, không biết là có thể hoàn thành được bài tập hôm nay không. Ngày thứ 8 và bài tập ngày hôm nay được hoàn thành vào lúc 21h34. May vãi vẫn kịp.
Và các bạn cứ phải tưởng tượng là giữ cái chế độ ăn nó nghiêm khắc, là các bạn ăn đi ăn lại một món, bởi vì mình không có nhiều thời gian để có thể nấu món này món kia. Nó rất là khó chịu và nhiều lúc mà mình ăn mình còn cảm thấy chỉ muốn nôn ra thôi. Vâng, cái thứ mà các bạn gọi là cám này, nó là cái bữa sáng hàng ngày của mình. Mình phải nói thật, nếu mà ăn một ngày thì cảm thấy không sao, nhưng mà ngày nào cũng ăn thì... Thật sự thì ăn cơm gạo lứt hàng ngày với cả thịt gà thì nó rất là... Gà luộc không, nó rất là chán. Mà phải nói thật là đến phát ngán luôn ấy. Và để giải quyết một cái vấn đề đó, lâu lâu các bạn sẽ phải đề ra một ngày, đó chính là cheat day. Về các bạn thì đó là một hôm các bạn có thể nghỉ tập và ăn uống thỏa thích. Vì thật ra nếu mà cứ giữ cái chế độ như của mình thì nó rất là stress. Và nhiều lúc phải nói thật là phát điên lên vì cái thời khóa biểu của mình. Các bạn ơi, sau những chuỗi ngày cố gắng vất vả thì chúng ta hãy tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ thế nhở. Ngày hôm nay mình không luyện tập một tí gì cả. Và bây giờ... đi ngủ sớm đi. Thế cho nên là... lâu lâu thì cũng phải có những cái bữa ăn như thế này đấy. Ý mình ở đây có nghĩa là ấy, thì tất cả những cái thứ này, ví dụ như chú mực này, đều đến từ mẹ thiên nhiên hết đúng không? Chúng ta phải tận hưởng cái món quà mà mẹ thiên nhiên đã đem lại cho chúng ta chứ, đúng không? Không việc gì các bạn cứ phải bó buộc bản thân hằng ngày phải theo đúng một cái chế độ ăn như thế này và cái kế hoạch đã đặt ra. Thi thoảng trong cái quá trình đó, hãy dừng lại một chút, ngẫm nghĩ lại và dành ra một ngày nghỉ để xả hết stress vào trong người. Nhưng tất nhiên, ăn gì thì cũng phải có chọn lọc. Như viên kẹo mà mình đang cầm ở đây, có thể các bạn thấy nhìn nó rất là ngon, nhưng nó được tính là một lượng calo rất bẩn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng được làm từ đường. Và cái lý do mà bạn có nhiều mỡ ấy, đó là bởi vì nếu ăn quá nhiều đường như là những cái đồ ăn vặt như bánh kẹo thì nó sẽ gây ra những cái nguồn năng lượng dư thừa. Và nếu bạn không tiêu hết nguồn năng lượng đấy thì chúng chuyển thành mỡ thôi. Thế nên các bạn ạ, dù có là cheat day đi chăng nữa thì vẫn phải chọn lọc những gì mình hấp thụ vào người. Nhớ đấy nhá. Đúng là vậy đó, sau những cái nỗ lực cố gắng của bản thân thì nên tự thưởng cho bản thân một chút để có thể giải tỏa hết đầu óc ra. Và chạy đường dài cũng là một cái cách xả stress rất tốt. Ngày thứ 9, 5 km, mặc dù là đã hoàn thành rồi nhưng mà mình khuyến khích các bạn hãy đẩy lên một tí nữa, chạy thêm một cây nữa nào. Vì khi lúc các bạn chạy, nếu các bạn đã qua được cái ngưỡng mệt mỏi khó chịu rồi, sau đó tất cả những gì có hại cho đầu óc các bạn đều được dọn sạch hết và cảm thấy sảng khoái hơn rất là nhiều. Không thì các bạn cũng nên thi thoảng nghỉ một chút, ra ngoài đi chơi gặp bạn bè. Ngày thứ 20. Vâng, và sáng đây là lúc 6 giờ sáng. Tắm nước lạnh. Nó lạnh rất tốt cho cơ thể, nó có thể giúp các bạn đốt cực nhiều calo. Ngay buổi sáng mà chỉ cần gọi là chả phải làm gì, chui vào nước lạnh rồi. Và phải nói thật, tắm nước lạnh giúp mình giảm stress trong cả ngày và khiến mình hoàn thành mọi việc nó nhanh và nó chính xác hơn. Cuộc sống của mình nó có rất nhiều màu sắc, thế nên là hãy tận hưởng cái quá trình chứ đừng quá áp đặt bản thân vào một cái bài tập hay một cái chế độ ăn nào đó. Các bạn chỉ cần nhớ đúng một điều cho mình, có làm thì mới có ăn, không làm ăn thì ăn nhá. Bí quyết cả việc giảm mỡ đó chính là các bạn đốt nhiều lượng calo hơn cái mà các bạn hấp thụ vào. Thế nên nếu ăn nhiều thì hãy tăng cường độ tập cao hơn. Ngày 18, đã đến lúc nâng cấp bài tập lên rồi. Ngày 21, body check. Múi này, ngực, tay. Vậy là chúng ta chỉ cần giảm một chút mỡ nữa thôi. Cố lên nào. Và hãy nhớ chúng mình đã cùng đi với nhau đến ngày thứ 24 rồi. Cố nốt đi nào. Để xem body của các bạn sẽ thay đổi sau 30 ngày như thế nào nhá. Còn bây giờ thì mình hy vọng các bạn đã đủ kiến thức để có thể vượt qua tất cả những cái khó khăn trở ngại trong thử thách lần này. Còn bây giờ thì tập tiếp nào. Cố nốt, sắp 30 ngày rồi.